xin giới thiệu với anh em đã hoàn thiện rồi nhá. Đây là chiếc iPad Zenga Prado đời 2015. Bằng màn hình nó sẽ xuống tận dưới này. Và đây là nó hiện lên, ví dụ đang mở cửa này. Và thông số điều hòa máy lạnh là hiện lên hết. Đây, nhiệt độ có thể tăng giảm được các cái chế độ. Tăng gió, giảm gió, nói chung là cơ bản rất là đầy đủ. Màn hình thiết kế với giải này là 14 inch và cắm sim 4G. Nó giống như một chiếc iPad cỡ lớn. Đây là neck bài. Rất là lớn luôn và tích hợp các tính năng ở trên xe với tăng giảm volume hay là neck bài đẳng cấp. Chụp ảnh quảng cáo à? Đây quảng cáo. Đây rồi, đây rồi. À, ông anh ăn chơi rồi. Đã có một phiên bản đặc biệt màu hồng là Amly Audition dành cho chiếc này. Đảm bảo sẽ căng đét luôn. Đấy, anh em có nhu cầu thì